Tôi vẫn giữ mãi suy nghĩ này Đáng tí bản thân tôi cũng không thực hiện được Chính mình thật sự Muốn ở yên một chỗ Không muốn chạy khắp nơi Lão Sư Lý từng nói với tôi Khuyên tôi ở một nơi cố định chẳng phải tôi không muốn ổn định nhưng không có cái phúc phần này tôi đến tham học ở nhật bản lần đầu tiên đến nhờ hình như là năm tôi bốn mươi chín tuổi còn một năm nữa là năm mươi cùng với đoàn tham viếng của pháp sư đạo an dường như có hơn 30 mươi vị xuất gia còn có vài vị cư sĩ khoảng bốn năm chục người đến nhật tham viếng khoảng hơn hai mươi ngày chúng tôi đi xem núi tỷ duệ Ngọn núi này người Nhật gọi nó là Mẫu Sơn của Phật giáo Nhật Bản. Tổ sư của mọi tông phái ở Nhật đều tu hành thành tựu tại ngọn núi này. Tôi Bèn thịnh giáo với trụ trì Cái bờ tổ sư này Ở trên núi Thời gian ngắn nhớ Là Bao lâu Sư nói với tôi Ngắn nhất là Mười mấy năm Không xuống núi Còn dài nhất là Hơn ba mươi năm đây chẳng thật có phước báo tôi nghe thấy rất ngưỡng mộ cả đời tôi đều phải trải qua cuộc sống lưu lạc lưu lạc rất khổ ở cái tuổi tác hiện nay đi không nổi nữa muốn tìm một cái méo nhỏ có thể thấu nhận để tôi ổn định cuộc sống là tôi rất cảm ơn nhưng không có được cái duyên này một đời cũng là do Phật Bồ Tát an bài. Muốn tôi biểu phá, muốn tôi làm việc này. Làm việc gì? Là đoàn kết tôn giáo. Đây là việc trước mắt tôi. Cả đời tôi hy vọng tôn giáo trên thế giới có thể đoàn kết. Hy vọng tôn giáo có thể trở về với giáo dục, hy vọng tôn giáo có thể học tập lẫn nhau. Tôn giáo có thể hóa giải xung đột, có thể mang đến sự ổn định, bền vững và hài hòa cho toàn thế giới. Điều này buộc phải Bồn ba khắp nơi Mãi trả lời phỏng vấn Chẳng lúc nào ngơi Cái này đòi hỏi thể lực Đòi hỏi tinh thần Tinh thần và thể lực của tôi Chẳng thể sánh nổi Với Hải Hiền Pháp Sư Ngày 112 tuổi Còn có thể leo cây Thỏa nhỏ Tôi lớn lên ở nông thôn Trẻ con ở nông thôn Thường leo cây Nô đùa đứa nào cũng có thể leo tôi cũng không ngoại lệ nhưng tuổi tá hiện nay lớn như vậy thì không được nên bây giờ làm thế nào cũng phải duy trì mỗi ngày bốn giờ đồng hồ cùng chia sẻ với các đồng hào năm nay chúng ta học tập chú dạy của lão cư sĩ hoàng niệm tổ là lần thứ tư năm nay chúng ta học những thứ trọng điểm làm thế nào để thực hiện Biển kinh chủ của kinh Vô Lượng Thọ thành cuộc sống của chúng ta. Thành công việc của chúng ta. Đêm nó biểu diễn ra. Đây chính là biểu phá. Vừa học vừa dùng nói với mọi người phật phá thật sự hữu dụng chân thật muốn thực tiễn giáo huấn phật đà phải bắt tay từ định nghiệp tam phước Tam phứ Câu đầu tiên là Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sứ trưởng Vậy thì cần phải Thực tiễn đệ tử quy liền thực hiện Được tám chữ này Từ tâm bớt xé Cần thực tiễn Thái Thượng Cảm ơn Thiên của Đạo Gia. Thêm nữa là tu Thập Thiện Nghiệp, đây là Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo của Phật Môn chúng ta. Bắt tay thực tiễn từ ba bộ kinh này. Tôi gọi ba bộ kinh này là ba cái gốc Đệ tử quy Là gốc của nho Cảm ơn thiên Là gốc của đạo Thập thiện nghiệp Là gốc của Phật Ba cái gốc này Đấy đều thuộc về trì giới Nhân giới được định Nhân định khai huệ Tam phước phứ thứ hai Đây là phước đầu tiên Phước thứ nhớ Làm được rồi Thì nâng lên phước thứ hai Phước thứ hai Thọ trì Tam quy Mỗi lần chúng ta Khởi giảng Đoạn mở đầu Đều làm Truyền thụ tam quy y quy y phật quy y phá quy y tăng phật có nghĩa là giá giác mà không mê thường xuyên nhớ nhà bản thân giá chứ không mê chánh chữ không tà tri kiến phải chánh Xa lìa tà tri tà kiến Thứ ba là Quy y tăng Tăng là thanh tịnh Không nhiễm Tâm địa thanh tịnh Không chịu sự quấy nhiễu Của môi trường Bên ngoài Gọi là tam quy Cổ tốt chúng giới ít nhớ chúng ta phải làm được lục hòa kính nên năm đó chúng tôi kiến lập tịnh tông tại mỹ đề ra năm khóa một dành cho đồng học tu tịnh độ Năm khóa một Nhất định phải làm được Thứ nhất chính là Tịnh nghiệp tam phứ Thứ hai là lục hòa kính Trong tịnh nghiệp tam phứ Có giới luật Cụ tốt chúng giới Chúng ta đừng học quá nhiều Quá nhiều Sẽ làm không nổi Chỉ học ngũ giới Thập thiện và xa di đột nghi chúng ta chỉ học cái này xa di đột nghi có 10 giới và 24 mươi oai nghi đây chân chính là đệ tử phật trong năm khóa một này Ngoại trừ tam phứ, lục hòa Thêm vào Tam học lục độ Tam học là giới định huệ Lục độ là bố thí Trì giới, nhẫn nhục Tinh tấn, thiền định Và bát nhã Một cái sau cùng Là mười nguyện phổ hiền Từ lệ kính chư Phật Xưng tán như lai Cho đến phổ giới hồi hưởng chúng ta phải thực tiễn năm khóa mục này đây chính là trì giới niệm phật trì giới gì năm khóa này chính là giới lại phát bồ đề tâm nhất hưởng chuyên niệm năm khóa mục này của chúng ta hãy hiền pháp sư mỗi một điều đều thể hiện tinh tế sâu sắc biểu diễn cho chúng ta xem ngài quả thật là tấm gương người niệm phật tốt nhất của tịnh tông không học theo ngài là sai Học ngày thì đúng Điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì Nếu chúng ta thật muốn vạn sanh phải học ngày Với một nền tảng như bản thân chúng ta Chỉ cần học theo ngày một năm Tôi tin rằng chúng ta liền nắm chắc việc vãng sanh. Cách học như thế nào? Tôi vẫn thường khuyên nhủ mọi người chiếc đĩa này một ngày xem ba lần. Một ngày niệm một vạn tiếng Phật hiệu điều này có thể làm được. Xem ba lần là ba tiếng đồng hồ, niệm một vạn tiếng Phật hiệu là hai giờ. Chân thật muốn vạn sanh, Phật hiệu không thể gián đoạn, gián đoạn sẽ chuyển hướng ngay. Hãy hiền Lão hòa thượng trong lúc làm việc không hề xa rời niệm phật một mặt niệm phật nhưng trong tâm phật hiệu vẫn không ngừng đối người tiếp vật cũng không bỏ niệm phật phật hiệu trong tâm ngày đã dưỡng thành thói quen không thể nào đánh mất được Chúng ta có thể dùng 5 giờ đồng hồ mỗi ngày. Tu một năm tôi tin chắc sẽ có cảm ứng. Cảm ứng gì? Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói với chúng ta Nhớ Phật niệm Phật Hiện tiền tương lai Nhất định thấy Phật Cảm ứng tức là Bạn thấy Phật Không làm được điều này nghĩa là không có cảm ứng. Làm được điều này được xem là có cảm ứng. Phật sẽ báo với bạn coi như thọ ký. Báo cho bạn biết thọ mạng của bạn còn bao lâu. Đến lúc mạng chung Phật sẽ đến tiếp dẫn bạn Bản thân bạn bí Chỉ cần tiếp tục giữ gìn dài lâu Quyết định sẽ được sanh tịnh độ Nếu như bạn muốn yêu cầu Phật Con vẫn còn thọ mạng Nhưng còn không cần nữa Bây giờ con đi ngay với ngày. Phật sẽ mang bạn đến Thế giới cực lạc Người bình thường vãng sanh Hiện tiền thấy Phật Thường là ba lần Lần thứ nhất Đến báo tin cho bạn Tăng trưởng tính tâm Và nguyện tâm của bạn Lần thứ hai Để nói với bạn Ngày nào sẽ vãng sanh Cái này đại khái đều là ba tháng đến bảy ngày trước lúc vãng sanh gần nhớ là bảy ngày thời gian dài hơn một chút sẽ là ba tháng đây là lần thứ hai gặp bạn lần thứ ba là lúc ngày đến tiếp dẫn bạn lại thấy ngày phật sẽ cầm theo hoa sen đến tiếp dẫn đây đều là hiện tiền thấy phật đến thế giới cực lạc hoa khai kiến phật đó là tương lai thấy phật cho nên hiện tiền tương lai nhất định thấy phật đây là sự thật tuyệt đối không phải giả Trong bộ kinh này Phẩm ta mới vãng sanh chế Nhận đến đạt được Một niệm tịnh tâm Phép một niệm tâm Niệm Đức Phật kia Người ấy Đến lúc làm chung Như ở trong mộng Thấy a Di Đà Phật Quyết định sanh cõi kia Được bất thoái chuyển Vô thượng Bồ Đề đây là Thế Tôn Nói trong phẩm tam bối vãng sanh Trong mấy câu này Câu quan trọng nhất chính là câu đầu tiên Đạt được một niệm tịnh tâm Chữ tịnh tâm này chính là tâm thanh tịnh trên đề kinh của chúng ta. Thế giới cực lạc gọi là tịnh độ. Tổ sư Đại Đức đều nói để nhắc nhở chúng ta tâm tịnh ác cõi Phật tịnh Có thể thấy tầm thanh tịnh quan trọng Tám vàng bốn ngàn pháp môn Bao gồm trong đó Có cả pháp môn tịnh độ Đều không thể tách rời Tầm thanh tịnh Tầm thanh tịnh Chưa hiện tiền Công phu tu hành của bạn Chưa đắc lực Công phu là gì? Tầm thanh tịnh là công phu. Mức độ tâm thanh tịnh tùy khác nhau. Nhưng đều đã được tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh cũng có ba bậc chính phẩm. Nếu chia nhỏ nữa thì không chỉ có thế. Làm thế nào được tâm thanh tịnh? Nhất định phải bốn xả Như lão hòa thượng đã nói, niệm Phật là thật, những thứ khác toàn là giả. Là thật thì phải để vào tâm, không phải thật quyết định không được đặt vào trong tâm. Tâm của bạn liền thanh tịnh, tâm thanh tịnh trong tâm chỉ có Một vị Á Di Đà Phật Ngoài Á Di Đà Phật ra Ý niệm gì cũng không có Đây gọi là một niệm tịnh tâm Phá một niệm tâm Chỉ một niệm tâm này Tức là lúc màng chung khi mạng chung niệm sau cùng là niệm phật niệm đức phật kia bởi vì một niệm sau cùng bạn đến nẻo nào đều do một niệm sau cùng quyết định Một niệm cuối cùng này là niệm tham sẽ rơi vào đường ngạ quỷ. Một sớm niệm sau cùng là sân hận. Nghĩ tới người và việc chẳng như ý. Khởi lên ý niệm oán hận sẽ đi vào địa ngộ. Một niệm sau cùng là ngu si. Ngày ngô cái gì cũng không biết. Hồ đồ mấy muội sẽ đi vào đường xúc sanh. Một niệm sau cùng là tập thiện ngũ giới sẽ là cõi người. Một niệm sau cùng là Á Di Đà Phật quyết định sanh tịnh độ Người này Khi mạng chung Họ cảm giác như đang nằm mơ Thấy Ái Di Đà Phật đến Tiếp dẫn Quyết định sanh cõi kia Được báo thói chuyện Bố Thượng Bồ Đề Tương ứng với bốn mươi tám nguyện Chữ bất thói chuyển này không phải bất thói chuyển bình thường Là ba loại bất thoái chuyển viên mãn Thứ nhất là vị bất thoái họ là thánh nhân tuyệt đối sẽ không thoái đọa và lục đạo làm phàm phu thù thắng biết báo thứ hai hạnh bất thoái tức là không thoái tâm đại bồ đề không thoái tâm vô thượng bồ đề vô thượng bồ đề tức lấy việc đội chúng sanh làm bổ nguyện còn việc thành tựu chính mình là thứ yếu đầu tiến độ chúng sanh sau đó mới thành tựu chính mình tuyệt đối không thói đọa xuống tiểu thừa tiểu thừa thì đặc biệt nâng cao chính mình lên hàng đầu độ chúng sanh xếp hàng thứ hai đây là tiểu thừa Chỗ khác nhau giữa Đại Thừa Tiểu Thừa Chính là chỗ này Đại Thừa lấy việc Giúp đỡ chúng sanh khổ nạn Xếp đến hàng đầu Thứ ba là Niệm bất thoái Niệm niệm Đều là Vô Thượng Bồ Đề Chứng đắc Phật quả Cứu cảnh Mục tiêu của các ngài chính là hướng đến cái này. Bản thân luôn hướng về vô thượng bồ đề. Tất cả những công đức do chính mình làm được đều hồi hướng về chúng sanh. Hy vọng mọi người đều có thể chứng đáp vô thượng bồ đề. Phía sau niệm đạo nói với chúng ta Câu này chỉ rõ Tịnh tâm niệm Phật một tiếng Công đức vô lượng chẳng thể nghĩ bàn Niệm Phật phải dùng tâm thanh tịnh Không những dùng tâm thanh tịnh để niệm Phật Mà cần phải dùng vào cuộc sống thường ngày Dùng vào công việc đối người tiếp vợ thấy đều dùng tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh là gì là không chấp tướng chấp tướng liền không thanh tịnh nên học hải hiền lão hòa thượng 92 năm chỉ chấp một tướng đó là tướng a di đà phật những tướng khác đều không có. Đây chính là điều Ngài thường nói. Niệm Phật là thật. Những thứ khác đều là giả. Trong tâm của Ngài, chỉ có một thứ chân thật là Phật thật. Ngoại trừ một vị Phật thật là Á-di-đà Phật ra, cái gì cũng không có. Ngay cả Phật phá cũng muốn xả Pháp còn phải xả Huống hồ phi phá Trong tám vạn bốn ngàn Pháp môn Ngay cả tướng của a di đà Phật Cũng không được chấp Mới thật thanh tịnh Điều này khó Chúng ta làm không được Tịnh đồng rất phương tiện Chính là dùng một câu vật hiệu Thay thế cho hết thảy phá buông xả Tất cả phá Chỉ có một pháp này Một phá là hết thảy phá Hết thảy phá để quý vị một phá Pháp môn này dễ tu Phạm phu chúng ta có thể làm được Hơn nữa trong các đại nguyện Có nguyện nghe danh được phước Thập phương chúng sanh Do nghe danh Ngài Sau khi thọ mạng hết Sánh nhà tôn quý Các căn chẳng quý Thường tu phạm hạnh Thù thắng Đây là Nghe danh được phước Cho nên niệm Phật Thói quen niệm Phật bình thường Của Lão Hòa Thượng Khởi tâm niệm Phật đều là niệm lớn tiếng. Đại khái niệm 10 phút, khoảng 8 đến 10 phút, thì chuyển sang niệm nhỏ tiếng Niệm mười mấy phút Rồi đến niệm thầm Không ra tiếng Lớn tiếng niệm Phật Những giống sanh nghe thấy Âm thanh Phật hiệu Liền được phứ Nghe rồi, sanh tâm hoan hỷ. Sau khi thọ mạng hết, sanh nhà tôn quý. Được oái thần của A Di Đà Phật giá trì. Sanh vào nhà có địa vị. Có tài phú. Sanh vào những gia đình này. Cá căng chẳng khuý Đứa trẻ vô cùng khỏe mạnh Không có bệnh tật Sau khi lớn lên Có duyên với Phật Gặp được Phật phá Chúng liền tu hành Các bậc trưởng giả Giàu có của thế gian Làm hậu pháp của nhà Phật Lại có nguyện nghe danh đắc nhận Đây là được phước Còn có nghe danh đắc nhận Nhận chính là định Chẳng phải người bình thường Đây là Bồ Tát Phương Khé